lấy câu nè. Ông Hai Đức làm được việc quá hả? Ai câu cá rô bỏ đây vậy? Thả ra đi. Thả cá rô. Cái nào vậy? Đây giờ ta cắt một nhà mò bự bự thôi. Chồng của Ly tên gì? Hả? Đâu đi nguyên băng vậy đó. Đi vô nhà này nha cả nhà ông anh.